cả những lần Goku không tôn trọng người khác, một thằng mất dạy. Hello, xin chào anh em. Chúng anh em quay trở lại với LV Dragon. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tính cách hồn nhiên, ngây thơ vô số tội của khỉ con đã nhiều lần để lại hậu quả, đó chính là sự thiếu tôn trọng đối với mọi người, từ bạn bè, vợ con, đối thủ hay cả những vị thần to nhất nhì vũ trụ, không ít lần đã phải trải qua điều đó. Ngày hôm nay, hãy cùng bọn mình liệt kê tất cả những tình huống Goku làm cho con bò, thiếu tôn trọng các nhân vật xung quanh và để xem cách gọi anh khỉ là một thằng mất dạy có phải là quá đáng không. Cảnh báo là video này làm ra với mục đích giải trí, không có định công kích cá nhân hay bôi nhọ nhân vật nào, thế nên anh em hãy thoải mái, không quá đặt nặng các suy nghĩ tiêu cực lên Goku, nhân vật chính của chúng ta nhé. 1. Thiếu tôn trọng đối thủ. Trong màn đụng độ tại Namek với Frieza, sau khi biến hình thành Super Saiyan, Goku có vẻ như thay đổi luôn cả tính cách của mình vậy. Tuy biết sở thích chiến đấu là đặc điểm của người Saiyan, nhưng khi biết mình đã hoàn toàn kiểm soát được tình thế, nhân vật chính bắt đầu có những thái độ, cử chỉ không đáng nên có một chút nào, thách thức Frieza là hãy bắn chúng mình, khẳng định là sẽ tiêu diệt tên bạo chúa với chỉ 5 phút, bỏ qua những lời khuyên từ người thầy, bác Kaio, chỉ để chứng kiến 100% sức mạnh của đụy re, và cuối cùng là việc quay người rời đi không thèm đoái hoài đến kẻ mà vài phút trước, Goku đã cật lực chiến đấu và phải cay đắng chứng kiến cái chết của Green. Cùng lùi lại lịch sử, anh khỉ từng phớt lờ đối thủ của mình là Nappa, Rikomi, Ginyu, đánh gãy lưng kẻ đi cùng Vegeta, dần tơi tả Rikomi, đấm dẫm mặt GC khi đang nói chuyện, bắt đội trưởng của tiểu đội sát thủ phải sống cay đắng nhục nhã trong hình hài của con ếch đến hết đời. Chẳng biết Goku có muốn giữ mạng sống cho họ hay đang muốn những đối thủ của mình phải trải qua sự đau đớn từ từ. Đại ca thỏ, kẻ đã bị khỉ con đánh bay lên tận mặt trăng, phải ngày qua ngày giã gạo làm bánh. Còn quân đội Huy Băng Đỏ với mấy hàng nghìn thành viên đều bị một tay Goku quét sạch, dẫu có thể coi là trừ gian diệt ác, nhưng với thằng nhóc tầm 12 tuổi lại giết hết tất cả các thành viên của tổ chức trên. Và như vậy thì nhân vật chính này có kha gì bọn chúng đâu chứ? Quá mất dạy, độc ác, tàn bạo. Nhắc đến quân đội này, chúng ta phải nói luôn, lần Goku chiến đấu với ninja Murasaki khi còn đã từng sử dụng Kyuubi để thổng nát ít tiền tướng lĩnh bất tài này, hành động tuy hài nhưng thực sự là rất thốn. 2. Đối với gia đình, một người chồng tồi, một người cha tệ, sức mạnh, độ đẹp trai, có người chống lưng, vân vân, những thứ Goku hơn Vegeta, nhưng nếu để chọn ai sẽ trở thành mẫu đàn ông của gia đình thì hầu hết đều nhắc tới tên của anh rau. Tuy tập luyện sẽ giúp Goku mạnh hơn, qua đó bảo vệ được mái ấm nhỏ của mình, nhưng cũng không ít lần, người chồng, người cha này làm cho các fan của bộ truyện cảm thấy hơi phiền lòng. Với Chi Chi, trong lần đi kiếm ngọc rồng cùng Bulma, Goku đã vô tình nhận lời làm chồng tương lai của con gái Ngưu Ma Vương, và tại đại hội võ thuật lần 23, hai người đã có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng với bản chất vô lo, vô nghĩ, khi con đã quên béng đi mất lời hứa năm nào, điều này có thể không trách Goku được, nhưng một loạt việc làm dưới đây cho thấy cậu ta là một người chồng tệ thế nào. Luôn coi trọng việc luyện tập lên hàng đầu, rất ít khi suy nghĩ đến cảm xúc của vợ mình. Tuy là một anh hùng thực sự, một Batman theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, thế nhưng Goku lại không hề giỏi trong việc hỗ trợ kinh tế gia đình. Trong khi kiếm được 100 triệu Jenny từ Mr. Satan hay đi làm nông kiếm tiền, thì toàn bộ nền kinh tế trong gia đình đều do một tay Chi Chi đảm nhận. Mà như anh em đã biết, người Saiyan đâu ăn như người trái đất. Một bữa cơm của họ có khi đủ cho một gia đình 5-6 thành viên sử dụng cả tuần. Việc phải nuôi hai miệng ăn như vậy thì bảo sao tài sản kếch xù của Ngưu Ma Vương lại mau cạn kiệt đến thế. Vợ của cố nhà thờ Tú Xương chẳng cũng không thể sánh bằng. Đây theo bọn mình là nguyên do dẫn đến sự nhiều điều, khó tính và lo lắng hơi thái quá của Chi Chi, người trước kia được biết đến qua sự hiền lành và dễ thương. Bên cạnh vấn đề kinh tế, không thể thiếu việc chăm sóc con cái. Gohan, Goten hầu như đều do một tay Chi Chi mà nên người. Con trai cả Gohan, trước khi chui được vào quả chạn to nhì cái trái đất thì cậu cả có vẻ không có một cuộc sống khá giả và đủ đầy tình yêu thương cho lắm. 4 tuổi thì bố mất, phải tự sinh tồn và luyện võ với ma vương Piccolo. Tại các trận chiến với Nappa, Ginyu Force hay Frieza thì đều bị mấy thằng này đánh cho như tử thừa sống thiếu chết. Giọng nói bố ơi cứu con kêu lên chục lần thì ông bố mới xuất hiện. Còn ở Cell Game, Goku chẳng những không thể hiện được bản lĩnh của một người cha mà trái lại đem tính mạng của đứa con trai duy nhất để đặt cược với số phận. Dẫu biết đây đều là những tính toán kỹ lưỡng của anh khỉ, nhưng việc ném độ thần cho Perfect Cell, rồi bắt con trai mình phải gánh vác trọng trách bảo vệ trái đất có vẻ hơi quá rồi. Trong trận chiến với Kid Buu cũng vậy, thay vì cứu Gohan vừa là con trai cả vừa là người mạnh nhất tại thời điểm đó, Goku lại bất ngờ chọn nắm lấy Mr. Satan và con chó. Goten còn chẳng khá hơn, nhân vật có ngoại hình y hệt ngày bé của Goku chắc hẳn là đứa trẻ thiệt thòi nếu so với Trunks. Và đến tận năm 7 tuổi, cậu nhóc này mới được gặp bố của mình. Kể cả sau này, khi Goku được hồi sinh, thời gian cho việc tập luyện của anh khỉ có khi còn nhiều hơn cả thời gian anh sinh hoạt cùng gia đình. Lần mà anh khỉ thuê Hit ám sát chính mình, nếu nó thành hiện thực thì chẳng khác nào biến Gohan, Goten thành những đứa trẻ không cha, và lần nữa đặt gánh nặng nuôi con lên đầu Chi Chi. Mà ngay tại đoạn đầu cuối của phần Z, anh khỉ cũng đã vứt đi trách nhiệm này rồi, cụ thể là việc Goku đã quyết định rời xa gia đình chỉ để tập luyện võ thuật cho cậu bé tên Úp. Tại Việt Nam chúng ta có một ca sĩ tháng tru cấp cho con 5 triệu, đã bị gọi là một người cha tồi, vậy Goku sẽ được gọi là gì? Anh em hãy để lại ý kiến nhé!
3. Với chiến hữu Vegeta không thèm tung ra trạng thái mạnh nhất, cho mắt của hoàng tử Saiyan, Goku luôn là chướng ngại lớn nhất cần phải vượt qua. Sau trận chiến với Cell, Vegeta đã tập luyện không ngừng nghỉ, dù có là một ngày, chỉ để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, lấy lại cái danh xưng chiến binh ưu tú nhất tộc. Quyết tâm của anh Giao còn được thể hiện qua việc để cho Ba Didi kiểm soát ý chí, thế nhưng Goku lại khác. Tại cuộc chạm trán, anh khỉ hơi khinh thường khi không thèm dùng trạng thái mạnh nhất Super Saiyan 3 và sau khi biết được việc này, Vegeta đã vô cùng tức giận. 4. Với các vị thần, Bác Kaio, người cai quản phía Bắc của vũ trụ cũng là một người thầy dạy võ của Goku, đem đồ dự trữ cả tháng cho nó. Các công chỉ dạy võ thuật, sẵn sàng biến nơi ở thành khu tập luyện. Đấy là điều tuyệt vời mà vị thần này mang đến. Còn Goku thì sao? Ngoài câu chuyện cười từng kể thì toàn báo không à. Khiến vị thần này phải hy sinh cùng mình sau pha tự hủy của Cell. Hứa hồi sinh dù được nhắc nhở 5 lần 7 lượt nhưng vẫn quên, vô tình dẫn Perot đến đây và biến hành tinh bé nhỏ này thành một cái nông trường chính hiệu. Đây chẳng khác nào việc lợi dụng lòng tốt vô bờ bến của kinh cai cả. Gowasu và Zamas, ít nhiều kế hoạch vô nhân được khởi nguồn từ chính lần Goku hỗn hào, đi quá xa trong việc thách thức một vị thần, một người tạo ra sự sống. Thiên sứ Whis, chiến binh Saiyan thường rất hay làm phiền vị thần này, luôn yêu cầu thiên sứ phải đi dạy võ mỹ thuật cho cậu ta, nhưng đổi lại chỉ là một vài món ăn. Perot, Goku thường không nghe lời từ vị thần này, mèo gây từng yêu cầu không được thách đấu Monaka, nhưng anh khỉ nói không, một cú đấm thẳng mặt của anh chàng shipper được thuê đóng giả kia. Hay cả những lời dặn dò thân mật chỉ để tránh mang đến tai họa cho vũ trụ 7 từ Zeno, Goku không những thực hiện mà còn đề xuất giải đấu võ thuật giữa các vũ trụ. Lời nói Perot không hề có giá trị, mà thỉnh thoảng chiến binh Saiyan này còn đe dọa cả ông ta nữa chứ. Zeno, vua của vạn vật, người đứng đầu toàn bộ 12 vũ trụ nhưng trước mặt Goku có vẻ chẳng cần sự tôn kính nào cả. Ngay việc gọi Zenchan, một hậu tố thường dùng cho trẻ sơ sinh, nhi đồng và cả các động vật dễ thương. 5. Với mọi người ở trái đất, Goku có thể coi là một Superman của Nhật Bản, hy sinh chiến đấu hết mình với mục đích bảo vệ trái đất, hành tinh mà mình không sinh ra. Ấy vậy mà cũng có vài điều tồi tệ mà nhân vật chính từng đem lại cho nơi này. Thay vì nghe lời Bulma là hãy tìm và tiêu diệt tiến sĩ Gero trước khi mọi chuyện đi quá xa, thì anh khỉ với bản tính người Saiyan lại nói không, việc này chẳng may đã phải khiến cho vô số người dân lương thiện phải bỏ mạng. Tương tự là, tại lần đụng độ với thế lực của Ba Didi, chiến binh này đã thừa nhận mình có thể đánh bại Bư Béo, nhưng đã không làm thế bởi muốn thử thách sức khỏe của những đứa trẻ. Hay là tại Akmoro, thay vì một đòn kết liễu luôn tên ác nhân này, Goku lại bắt đầu luyên thuyên về đạo lý làm người, rồi tặng cho hắn một hạt đậu thần. Dù về sau, anh khỉ cũng tự tiêu diệt tên dê cụ, nhưng cũng vô tình đặt trái đất hay xa hơn là cả thiên hà đứng trước viễn cảnh bị xóa sổ. 6. Các trò bì ổi mà Goku từng làm. Với việc bị đập đầu vào đá làm mất trí và phải sống quãng thời gian dài một mình, khi con thậm chí còn không phân biệt nổi giới tính của con người, phải đến khi gặp Bulma, nên ngây thơ, hồn nhiên đã vô tình tạo nên sự thiếu tôn trọng với những người xung quanh. Pan Pan là hành động tưởng như vô hại của Goku mỗi khi cậu ta cần phân biệt giới tính của ai đó, hay cả việc tụt quần lót của Bulma lúc đang ngủ nữa, không nghĩ đó là việc một cậu bé nên làm. Goku cũng đã từng tụt quần của Tien Shin Han trong lần đại hội võ thuật lần 23. Điều này khiến cho anh chàng ba mắt thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Cũng vào thời khi còn đang tung hoành tại trái đất để tìm kiếm 7 viên ngọc rồng, cậu ta sử dụng Janken, Antuti, lợi dụng sơ hở để giở trò chơi bẩn, sử dụng kéo chọc thẳng vào mắt đối phương. Yamcha, Quy Lão, tướng quân Blue là những người đã từng dính phải đòn này. Nó sẽ không có gì nếu tại phần Super, Goku khi đánh với Golden Frieza đã gọi chiêu này của tên bạo chúa là một trò bì ổi. Đúng là tự vả vào mặt mình thiệt mà. Còn một thứ độc chiêu dơ bẩn mà từng được Goku hay sử dụng nữa, đó chính là cắn. Trong lúc tập luyện với Whis, thiên sứ, người mà ngay cả thần hủy diệt cũng phải kính nể, nhân vật chính của chúng ta, đéo biết vì cay cú hay gì mà đã để lại ngay cả hàm răng lên trên tay của Whis. Không chỉ thiên sứ này, Perot, Frieza, Kid Buu cũng từng chung số phận. Nhắc luôn đến lần giao chiến với mèo gầy, Super Saiyan God Goku đã hét rất to vào tai của ông ta, cũng như gõ thẳng tay vào đầu, như cái cách người lớn làm với mấy bọn danh con phá làng phá xóm vậy. Trong lúc tại hành tinh Kaioshin để được cụ tổ Kaio cho phép sử dụng dòng thần, anh khỉ đã đề nghị trao đổi vài tấm hình nóng bỏng của Bulma, ngay cả việc bóp nát bông tay Potara, một vận dụng giá trị của những Kaioshin để trực tiếp chiến đấu với Kid Buu chứ nhất quyết không nghe theo lời khuyên của người già nhất chỗ đấy. Lần thuê hit ám sát mình, Goku đã mắc một căn bệnh khiến cậu ta không thể sử dụng di chuyển tức thời sao cho đúng cách. Và như một trò đùa, anh khỉ đến ngay phòng ngủ của cặp vợ chồng nhà Vegeta. Thay vì rời đi trong lịch sự, anh khỉ lại cho rằng Bulma đã quá già và ngực cô đã sệ đi khá nhiều. Nếu là anh Giao trong tình huống này thì sao? Chả nhẹ hóa Super Saiyan và vả vỡ mồm thằng bạn thân ư? Tóm lại, Goku là một người khá thô lỗ, hành động dựa theo bản năng mà vô tình quên đi sự tôn trọng người khác. Nhưng để xem một cách khái quát về tất cả mọi thứ mình liệt kê, thì anh khỉ vẫn rất xứng đáng với danh xưng nhân vật vĩ đại nhất lịch sử anime. Trên đây là tất cả những lần Goku thể hiện mình là một người cha tệ, một người anh em tồi, một chiến binh kiêu ngạo, không tôn trọng đối thủ của mình, hay là một thằng mất dạy. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên dành tặng cho V-Dragon bọn mình một cái like, share nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!